chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Jack Ma, nạn nhân của sự thành công trong chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những ngày qua, báo chí đã tốn không ít giấy mực cho việc tỷ phú Mã Vân, tức là Jack Ma, bị chế độ của Đảng Cộng sản Bắc Kinh xử lý. Từng là niềm tự hào, hy vọng của Trung Quốc để cạnh tranh với các đế chế công nghệ số toàn cầu. Nay, Mã Vân đang từng bước bị Bắc Kinh kìm hãm đưa vào khuôn phép. Người đồng sáng lập đế chế thương mại điện tử toàn cầu Alibaba liên tiếp nhận những tin xấu kể từ hồi tháng 10 năm 2020. Đây là hình ảnh nền tảng giao dịch thương mại Alibaba, công cụ thanh toán Alipay với sự ra đời của tập đoàn tài chính Ant Group dự kiến gây ảnh hưởng thống trị lên các giao dịch thương mại Trung Quốc đang có dấu hiệu lung lay. Vào tháng 11, Bắc Kinh quyết định cấm Ant Group, một công ty liên kết của tập đoàn Alibaba do Mã Vân sáng lập, phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cùng lúc, nhiều thông tin cho biết tập đoàn Alibaba bị điều tra vì vi phạm luật chống độc quyền. Sự việc dường như trở nên nghiêm trọng khi từ tháng 10 năm 2020, ông chủ giàu có này và đầy quyền lực Mã Vân không còn thấy xuất hiện trước công chúng. Cũng có tin cho rằng tỷ phú giàu nhất Trung Quốc này đã bị cấm xuất cảnh. Ông chủ của đế chế thương mại và một hệ thống ngân hàng điện tử đang lên như diều gặp gió, bất ngờ có nguy cơ rơi tự do trở lại mặt đất. Từ khi sáng lập ra Alibaba trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Hàng Châu năm 1999 cho đến khi ra đời ứng dụng thanh toán điện tử Alipay vào năm 2004 và 10 năm sau đó cho ra đời hệ thống ngân hàng mạng Ant Finance, Mã Vân đã xây dựng được một đế chế kinh doanh khổng lồ dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ số với giá trị tài sản lên tới trên 60 tỷ đô la. Có thể nói ông chủ của Alibaba và Ant đã làm nên một cuộc cách mạng trong tiêu dùng và thanh toán ở trong nước, đồng thời đưa Trung Quốc thành đối thủ cạnh tranh rất lớn với thế giới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ số. Thành công của Mã Vân không nằm ngoài tham vọng chiến lược của chính quyền Bắc Kinh. Thậm chí vào hồi năm 2018, báo chí quốc tế còn loan tin đồn rằng Mã Vân là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng, vận xấu của Mã Vân có lẽ bắt đầu từ một diễn đàn ở Thượng Hải vào hồi cuối tháng 10 năm 2020. Trước nhiều quan chức quyền lực nhất trong giới chính trị và tài chính của Trung Quốc, Mã Vân đã lên tiếng chỉ trích các quy định quản lý tài chính của Trung Quốc kìm hãm sự phát triển của công nghệ và đầu tư. Ông cho rằng cần phải cải cách hệ thống ngân hàng mà ông ví như những tiệm cầm đồ. Đây là hình ảnh tỷ phú Jack Ma, chủ tịch tập đoàn Alibaba. Những phát biểu thể hiện quan điểm của một tỷ phú giàu có như vậy đã khiến các nhà quản lý tài chính của chế độ Cộng sản Trung Quốc không khỏi lo ngại sẽ có ngày hệ thống ngân hàng nhà nước với hàng mớ các thủ tục hành chính quan liêu phụ thuộc vào các mệnh lệnh chính trị của đảng phái sẽ không thể cạnh tranh được với những Alibaba, Alipay và Ant, và xa hơn nữa là sẽ đế chế lớn mạnh của Mã Vân có thể chi phối hay làm thay đổi hệ thống chính trị của Trung Quốc. Theo tờ báo Le Figaro, giờ đây, công ty dịch vụ tài chính Ant Group đã là một con bạch tuộc vươn vòi sang nhiều hệ thống như giao hàng qua mạng bao với công ty Meituan, taxi như Didi và giám sát như ZenZertime. Tập đoàn có giá trị tài sản là khoảng 173 tỷ đô la và nắm giữ 290 tỷ đô la tiền vay tiêu dùng của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc. Mỗi năm xử lý giao dịch hàng chục nghìn tỷ đô la trên mạng Internet. Mã Vân từ khi trở thành tỷ phú tầm thế giới luôn là người biết lựa chiều tận dụng quyền lực chính trị của chế độ độc tài Trung Quốc để phát triển. Nhưng lần này, nhà tài phiệt Trung Quốc đã vượt qua làn danh đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hệ thống mà Alibaba hứng chịu là một loạt các sự kiện nói trên. Theo nhật báo tài chính Mỹ phố Wall Street Journal, dường như đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh đưa Mã Vân vào khuôn khổ, mà bước đầu là cấm Ant niêm yết chứng khoán và tiếp đó sẽ là những cuộc điều tra mở rộng. Một quyết định đã khiến tập đoàn dịch vụ tài chính Ant Group có thể mất ít nhất 30 tỷ đô la. Theo giới quan sát, dù tương lai của Ant là bất chắc nhưng ít có khả năng chế độ Cộng sản đánh mạnh Mã Vân mà như điều tra tham nhũng hay phá hoàn toàn đế chế của nhà tỷ phú này. Làm như vậy sẽ gây đảo lộn môi trường kinh doanh với quốc tế và chính quyền sẽ mất lòng tin của các doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc. Alibaba và Mã Vân như giờ là chỉ số đo sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc và một phần cuộc sống của người dân Trung Quốc. Đây là hình ảnh
nền tảng Alibaba trở thành môi trường giao dịch thương mại cho phần lớn doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là giao dịch xuất khẩu hàng từ Trung Quốc ra thế giới. Những động thái vừa rồi của chính quyền Bắc Kinh với đế chế Mã Vân có thể mới chỉ là đòn cảnh cáo, khẳng định hơn ai hết Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu thế nào là vật chất quyết định ý thức. Mã Vân từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp lớn ở Trung Quốc cũng biết đã có không ít các doanh nghiệp, các đại gia chỉ trích quá đà chính quyền đã bị khuynh ra bại sản chỉ vì các cáo buộc gian lận, trốn thuế hay làm trái quy định của nhà nước. Và Jack Ma đã mất gần 3 tỷ đô la vì Ant Group đã bị đình chỉ IPO, tức là đưa ra thị trường chứng khoán. Trước đó, Jack Ma dự kiến có thêm 27,4 tỷ đô la sau khi Ant Group IPO đưa ra thị trường chứng khoán tại Hồng Kông và Thượng Hải. Jack Ma dự báo sẽ trở thành người giàu thứ 11 của thế giới sau khi startup công nghệ tài chính Ant Group chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào ngày 5 tháng 11. Tuy nhiên, thông tin ra thị trường chứng khoán kỷ lục của Ant Group bất ngờ bị dừng lại cả hai sàn Thượng Hải và Hồng Kông khiến tài sản của ông đã bay hơi 3 tỷ đô la. Giá cổ phiếu của Alibaba Group do công ty Jack Ma đồng sáng lập giảm 8,1% trên sàn chứng khoán New York, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2015 sau thông tin thị trường chứng khoán đưa ra của Ant bị đình chỉ. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Alibaba giao dịch trên sàn Hồng Kông cũng sụt giảm 9,3% đầu phiên giao dịch hôm 4 tháng 11. Theo giá chứng khoán dự kiến của Ant, Jack Ma sẽ có thêm 27,4 tỷ đô la sau khi công ty này lên sàn. Ant Group là công ty mẹ của iPlay, nền tảng thanh toán được lập ra để phục vụ các trang thương mại của Alibaba. Vào năm 2014, Ant đã tách riêng và trở thành một công ty độc lập với hơn 30% cổ phần và vẫn nằm trong tay của Jack Ma. Dự kiến huy động ít nhất 34,5 tỷ đô la qua đợt đưa thị trường chứng khoán của Ant đã thu hút ít nhất 3.000 tỷ đô la đặt trước của các nhà đầu tư trên cả sàn Thượng Hải và Hồng Kông. Đây là hình ảnh Jack Ma và Tổng thống Donald Trump gặp nhau tại tháp Trump vào ngày 9 tháng 1 năm 2017. Cơn sốt này đã khiến nhiều người dự báo giá cổ phiếu của Ant sẽ tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử khi đưa ra này cũng dự kiến mang về kiểu hối số tài khoản khổng lồ cho các nhà đầu tư sớm và nhân viên của Ant, trong đó có ít nhất 18 người sẽ trở thành tỷ phú. Sàn Thượng Hải cũng tuyên bố quyết định dừng IPO của Ant vào ngày 3 tháng 11 khi Jack Ma bị gọi đến một cuộc gặp với 4 cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc. Trong tuyên bố vào ngày 3 tháng 11, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đề cập đến cuộc gặp trên khi giải thích lý do đình chỉ vụ đưa ra thị trường chứng khoán của Ant. Gần đây, người nắm quyền kiểm soát, chủ tịch CEO của Ant đã được triệu tập và thẩm vấn bởi cơ quan chức năng. Tuyên bố của sàn Thượng Hải có đoạn viết như vậy. Ant cũng đã báo cáo những vấn đề quan trọng như thay đổi trong môi trường pháp lý về công nghệ và tài chính. Những vấn đề này có thể sẽ dẫn tới việc Ant không được ứng dụng các tiêu chuẩn để niêm yết cổ phiếu hay các yêu cầu về công bố thông tin. Vì lý do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải quyết định đình chỉ việc niêm yết cổ phiếu của Ant tại sàn này. Không lâu sau đó, Hồng Kông cũng đưa ra quyết định tương tự. Vào ngày 2 tháng 11, Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc PBOC và các cơ quan chức năng cũng đưa ra một dự thảo quy định mới về hoạt động cho vay các khoản vay nhỏ trên mạng. Tuy nhiên, định mức mới này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến Ant. Theo tin từ Bloomberg, 4 cơ quan tài chính của Trung Quốc đứng đầu là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào ngày 2 tháng 11 đã tổ chức một cuộc họp chung với các giám đốc cấp cao của Ant Group chỉ vài ngày trước thềm của việc công ty này đưa ra thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử trên sàn Thượng Hải và Hồng Kông. Tham gia cuộc gặp có Jack Ma, người đồng sáng lập của Ant Group và chủ tịch Eric Jinch, người quản lý của Sim Hull. Và nguồn tin thân cận của Bloomberg cho biết, nhóm lãnh đạo của Ant Group đã được thông báo rằng công ty này sẽ đối mặt với sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn và chịu ràng buộc về vốn cũng như đòn bẩy tương tự như các ngân hàng. Đây là hình ảnh tỷ phú Jack Ma gặp chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Internet Thế giới. Ant Group dự kiến bắt đầu giao dịch cổ phiếu đồng thời trên cả hai sàn Thượng Hải và Hồng Kông vào ngày 5 tháng 11, dự kiến huy động ít nhất được 34,5 tỷ đô la. Tính đến ngày 29 tháng 10, lượng đặt mua cổ phiếu Ant của các nhà đầu tư cá nhân trên sàn chứng khoán Thượng Hải đạt mức kỷ lục 19.050 tỷ nhân dân tệ,
là tương đương với khoảng 2.850 tỷ đô la, lớn gấp 870 lần lượng cung. Trên sàn chứng khoán Hồng Kông, khoảng 1,55 triệu nhà đầu tư cá nhân, tương đương với khoảng 20% dân số thành phố này, đã đặt 1.300 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 167,7 tỷ đô la để mua cổ phiếu này, lớn gấp 389 lần lượng cung tính đến cuối ngày 30 tháng 10. Rủi ro lớn nhất hiện tại với Ant Group là về quy định. Chúng tôi cho rằng tin tức này có thể tác động tiêu cực đến vụ đưa ra thị trường chứng khoán. Dù phần lớn nhà đầu tư sẽ lạc quan và triển vọng dài hạn vào Ant Group, họ sẽ phải điều chỉnh lại kỳ vọng tăng trưởng với công ty sau tín hiệu can thiệp rõ ràng của giới chức. Kevin, nhà phân tích tại Stanford Bechtel đã nhận định như vậy. Ngoài Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ba cơ quan quản lý còn lại bao gồm Ủy ban Quản lý Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc và Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước. Phản ứng trước những quy định này, Jack Ma cho rằng giới chức Trung Quốc và toàn cầu đang cản trở đổi mới. Ông thậm chí so sánh Hiệp ước Basel với các tiêu chuẩn vốn đang cho ngân hàng giống như câu lạc bộ người cao tuổi. Đổi phá sáng tạo không sợ các quy định mà sợ những quy định lỗi thời. Jack Ma đã bình luận tại một hội nghị tại Thượng Hải đầu năm nay như vậy, và chúng ta không nên sử dụng cách quản lý ga tàu để điều hành sân bay và càng không nên quản lý tương lai bằng các biện pháp của ngày hôm qua. Tỷ phú Jack Ma đã nghi vấn bị mất tích sau khi biến mất khỏi show truyền hình thực tế. Đây là hình ảnh tỷ phú Jack Ma làm giám khảo trong chương trình truyền hình thực tế tại châu Phi vào hồi tháng 12 năm 2019. Tỷ phú Jack Ma bị bí mật mất tích sau 2 tháng không xuất hiện trước công chúng. Trong tháng 10, ông Jack Ma có bài phát biểu chỉ trích những bất cập trong hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc. Theo tờ báo Telegraph của Anh, tỷ phú Trung Quốc vốn đã không còn xuất hiện trước công chúng trong nhiều tuần sau khi công khai chỉ trích hệ thống quản lý tài chính của chính phủ Trung Quốc, nay lại biến mất luôn khỏi chương trình truyền hình thực tế mà ông tạo nên và tham gia với tư cách là một thành viên ban giám khảo. Ông Ma cũng không có mặt trong các chương trình truyền hình thực tế có tên Anh hùng kinh doanh của châu Phi, một game show theo phong cách người tập sự dành cho các doanh nhân trẻ tuổi ở châu Phi có cơ hội nhận được những giải thưởng lớn trong quỹ giải thưởng lên tới cả triệu đô la. Ông Jack Ma, Mã Vân, thường là thành viên của ban giám khảo sẽ đánh giá về các ý tưởng kinh doanh của thí sinh tham gia game show này. Tuy nhiên, trong chương trình cuối cùng vào tháng 11, vị trí của ông được thay thế bằng một lãnh đạo khác từ Alibaba, công ty do ông Jack Ma sáng lập. Không những thế, theo báo cáo của tờ báo Finance Times, hình ảnh tỷ phú này cũng bị gỡ khỏi trang web chương trình và ông cũng bị rút khỏi các video quảng cáo cho chương trình game show này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2020 với bản tin Jack Ma, nạn nhân của sự thành công trong chế độ Cộng sản Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.